nhiều anh em biết nó ủa sao ông nội làm mắt cũng máy 6-7 triệu bán ai mua. Mình xin thưa, ở đây là mình làm máy và thay đồ theo yêu cầu, bạn hiểu không? Những cái máy nào từ máy viên làm lên thì bạn muốn làm độ bạn phải thay rất là nhiều đồ, mình làm xong sẽ có bill. Còn ông nào ngon nói làm nguyên cục máy viên mà giống vậy mà làm hết mua về tầm 3-4 triệu, có làm giúp cho mình vài chục cục đó, làm xong là có bill tính tiền nè anh em, chứ không phải tôi bao 4-5 triệu đâu. Đây làm xong có bill, làm cái gì tính tiền cái đó. Đó, ở đây làm máy xong là sẽ có tính tiền, thay cái gì, đồ nào máy sau khi trẻ ra thay cái gì là sẽ có bill tính tiền cho em. Thì như cái máy này nó làm từ cái máy viên làm lên thì sau khi làm hết hoàn chỉnh là nó vô bình xăng IC mua pin này.